Tại sao bạn kiếm được không ít tiền nhưng mãi vẫn chưa trở thành một người giàu có? Dòng tiền ổn định là thứ rất quan trọng với mỗi người kinh doanh. Nếu bạn có thể tạo ra được một dòng tiền ổn định và chi tiêu hợp lý, vậy thành công nhất định sẽ cách bạn không xa. Một ý nghĩa công việc phụ thuộc vào dòng tiền ổn định, ngoại trừ những người đã giàu có sẵn. Đa số những người có tiền khác đều phải lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đều bắt đầu từ một công việc bình thường, nhưng có nhiều người lại chưa nhận thức được ý nghĩa của công việc này. Nói đến công việc, bạn thường sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên? Cho dù bạn là nhân viên cấp thấp mới vào công ty, hay là giám đốc quản lý cấp cao lương trên 30 triệu một tháng đi nữa, công việc của bạn đều sẽ có một điểm chung, chỉ cần bạn có thể kiên trì giữ lấy công việc như vậy, mỗi tháng trong thẻ ngân hàng của bạn nhất định sẽ được chuyển vào một khoản tiền cố định. Quá trình này được gọi là dòng tiền ổn định. Dòng tiền ổn định là thứ rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và các cá nhân nói riêng, đặc biệt là những người kinh doanh. Đối với những nhân viên văn phòng mới vào làm việc mà nói, chỉ cần 3 tháng liên tiếp chưa lấy được lương, cuộc sống của họ nhất định sẽ xảy ra vấn đề, trở nên khó khăn. Mong muốn nhận được số tiền lương cố định mỗi tháng là ước muốn của rất nhiều người. Bởi vì chỉ có đảm bảo được mức thu nhập hàng tháng, bạn mới dám thuê nhà, mới dám vay ngân hàng, mới dám mua xe trả góp, mới dám nghỉ việc ra riêng kinh doanh. Ngoài ra, những việc khác như kết hôn, sinh con cũng phụ thuộc rất nhiều vào dòng tiền ổn định. Khi tuổi tác càng cao, càng khó đảm bảo về độ an toàn của dòng tiền ổn định. Đó cũng chính là lý do mà trước 35 tuổi, nhiều người lại vội ra riêng kinh doanh, mong muốn được tự do tài chính. Tuy nhiên, có nhiều người trẻ hiện nay không chờ đến khi bản thân tạo ra dòng tiền ổn định mới bắt đầu kinh doanh, mà họ lựa chọn có được dòng tiền ổn định từ một cách khác, vay nợ. Với cách làm này, rủi ro và áp lực là rất lớn. 2. Kinh doanh có thể biến bạn giàu, cũng có thể làm bạn nghèo. Tài sản cá nhân của Mã Hóa Đằng là 260 tỷ theo Hurun Report, giá trị thị trường của Tencent là 3.000 tỷ đô la Hồng Kông. Cái trước là tài sản do ông sở hữu, cái sau là tài sản do ông kiểm soát. Người giàu không nhất định là những người sở hữu nhiều tiền, mà những người có thể nắm quyền kiểm soát rất nhiều tiền bạc trong tay thông qua hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là người giàu. Cái gọi là trách nhiệm hữu hạn chính là khi công ty xảy ra chuyện, các cổ đông chỉ mất đi phần. Vốn đã góp mà không ảnh hưởng gì đến tài sản cá nhân. Nhưng khi công ty phát triển, bạn có thể kiểm soát tài sản toàn công ty bằng cách góp vốn, nhưng bạn cũng đừng hiểu lầm, kiểm soát này không phải bạn có thể mặc sức dùng hết tiền công ty cho việc cá nhân. Ở đây ý chỉ độ cao về vị trí và quyền hành của những cá nhân có cổ phần cao. Nhiều người nghĩ rằng, muốn mau giàu có, họ phải giống như những người thành công khác, dám liều. Nhưng họ lại không hề biết rằng, những người kia trước khi làm việc gì, đều đã đeo dây an toàn cho bản thân, bởi vì họ cần phải luôn nắm chắc được hai điều. Thứ nhất, các doanh nghiệp phải nhanh chóng tạo ra dòng tiền, hơn nữa quy mô tài sản phải tương xứng với dòng tiền đó. Không thể suốt ngày đầu tư, nghiên cứu, sản xuất mà quên đi bước đưa sản phẩm ra thị trường. Thứ hai, dòng tiền kiếm được do công ty kinh doanh tạo ra phải cao hơn hàng chục lần so với thu nhập của mỗi nhân viên ở nơi làm việc. Bởi vì sau này còn phải trả lương cho nhân viên, chi trả cho các khoản chi phí máy móc dụng cụ trong công ty. 3. Quan trọng hơn cả kiếm tiền là cách tiêu tiền. Hầu hết mọi người quan tâm mức thu nhập, nhưng đối với doanh nhân, mức chi phí tiêu tốn càng khiến họ chú tâm nhiều hơn. Mục đích của dòng tiền là giúp duy trì hoạt động công ty. Tương tự, sự giàu có của một người được thể hiện ở dòng tiền. Nhưng người khác thường đánh giá một người lại qua cách chi tiêu. Theo lý thuyết mà nói, nếu số tiền một người chi tiêu bằng số tiền họ kiếm được, vậy cả đời họ nhất định rất khó giàu có, trừ khi gặp may, trúng số, được giúp đỡ. Vì vậy, chúng ta cần phải tiêu tiền một cách nghiêm túc, vì tầm quan trọng của nó không thua kém gì việc kiếm tiền. 4. Kết luận 3 điều quan trọng cần làm. Thứ nhất, bạn cần một dòng tiền ổn định để duy trì sự sống còn. Hơn nữa, dòng tiền ổn định còn khiến bạn trở nên đáng tin cậy hơn về mặt tài chính trong mắt vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn bè, đối tác, nhân viên. Thứ hai, bạn cần kiểm soát được bản thân, kiểm soát được tài sản, công việc, suy nghĩ, cảm xúc, trách nhiệm, áp lực để có thể nhanh chóng vượt qua vùng an toàn và sớm phát triển bản thân. Thứ ba, bạn cần có mức chi tiêu hợp lý. Như vậy, số tiền mà bạn cực khổ kiếm được sẽ không bị tiêu xài lãng phí vào những chuyện vô bổ. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.